Đối với lại cái annotation này chúng ta dùng để làm gì? Annotation. Ví dụ như các bạn sẽ có ở bên này đi. Chúng ta demo 7 main. Hồi nãy chúng ta đã khai báo cái string to num my num chấm phẩy, và các bạn my num chấm get num, ví dụ như vậy. Thầy đang viết thì cái get num này xài bình thường đúng không? Nhưng mà giả sử thầy sẽ có một cái viết lại một cái hàm get num khác, ví dụ như vậy, thầy get num khác thầy trả về kiểu double đi, get num trả về kiểu double. Double double chấm num value of, ok, trùng tên, chỗ này nó báo trùng tên. Như vậy mình sẽ có get num 2 trả về kiểu double, và bây giờ mình ép kiểu qua. Num của mình đang là kiểu nguyên. Bây giờ bạn nào ép giúp cho thầy qua kiểu double coi. Có double chấm bây giờ đơn giản nhất, double chuyển từ số. Còn nếu như mà mình dùng value of được không? Value of nó cũng không được đúng không? Ok, đây chuyển cách nhanh nhất. Làm gì ta? Làm gì? Nhân với 1.0 là nhanh nhất. Nhân 0.0. Nhân 0.0 nữa. Rồi. Như vậy thì cái get num này thầy giả sử là đồ cũ rồi. Đồ cũ rồi. Thầy sẽ thêm vô đây một cái annotation. Thêm vô đây là cái này đã cũ. Được chưa? Như vậy thì thông báo ở bên ngoài là cái này không xài nữa. Ví dụ chỗ này thầy để là my num chấm get num không xài nữa. Chỗ này chúng ta sẽ bằng, mình gán đi cho nó khỏi bị lỗi. Rồi, cái hàm get num này không xài nữa. Thì mình có thể thay bằng một cái hàm mới mới khác ha. Get num không xài nữa. Vậy ở trong này người ta nói là gì? Là một dạng siêu dữ liệu được dùng để mô tả một đối tượng hoặc một phương thức nào đó. Thì trong này nó có một cái phần annotation. Cái này là người ta tự định nghĩa nè. Bây giờ mình qua cái phần sử dụng trước đi đã. Tức là đối với cái này là chỉ định cái phương thức này không được sử dụng ngay lúc này, và nó tồn tại bởi vì tính tương thích. Tương thích là sao? Tại vì cái class này hoặc cái enum này mình đã xây dựng và mình đã công bố ra bên ngoài, và có một số lượng người, một số lượng khách hàng đang sử dụng cái sản phẩm của mình.
tức là sử dụng cái enum mà thầy đang xây dựng là S to N, tức là string to num của thầy rồi. Đã viết một số ứng dụng khác mà có sử dụng cái enum này rồi. Và có sử dụng đến cái lớp get num rồi. Mà bây giờ chỗ này thầy không có để ở đây mà thầy xóa nó luôn. Thầy viết lại một cái get num mới. Thầy cải tiến mà. Đúng không? Thầy cải tiến. Thì bên này sao? Lỗi. Mà trong khi cái lỗi này không cần thiết. Bởi vì get num hay là get num 2 thì nó cũng gần gần như nhau. Ví dụ mình có một cái class gì test field thì mình xài là get test. Còn gì password field thì mình xài get test, nó bị gạch. Là rõ ràng là cái gì password field nó có viết một cái phương thức mới để lấy password. Nhưng mà nó vẫn giữ cái phương thức cũ. Mình vẫn xài bình thường. Nhưng mà phương thức mới nó sẽ hay hơn. Nó cải tiến hơn. Như vậy mình có viết mới đi nữa, mình cũng không được bỏ cái cũ. Vậy thì mình cứ để đi. Tại sao mình phải thêm cái dấu gạch này vô chi, nhìn nó khó chịu vậy? Thì để người ta muốn xài cái get num cũng được, get num 2 cũng được. Đưa dấu gạch vô làm gì? Để khuyến cáo người dùng rằng a à, cái này cũ rồi nên đừng có nên xài. Tôi có viết cái mới á. Tại vì người ta mua sản phẩm của mình thì mình phải cho người ta sử dụng cái gì mà tốt nhất. Thì mình phải chỉ cái này là đã có cái thay thế rồi. Mục đích của chỗ này là vậy. Như vậy khi mà các bạn viết một cái phương thức mới để thay thế cho một phương thức cũ thì bạn nên đưa cái annotation này vào để thông báo với người dùng là phương thức này đã cũ. Còn phương thức mới được thay thế bằng phương thức gì là tùy. Các bạn sẽ đưa cái thông tin thay thế vô để cho người dùng người ta biết cách để các bạn đưa cái thông tin thay thế. Được chưa? Đó, thì các bạn có thể là đưa thông tin thay thế. Rồi bây giờ mình đến cái override. Override dùng để làm gì? Cái này thì mình biết rồi ha. Gợi ý thôi chứ không phải là cảnh báo nữa, mà gợi ý cho khách hàng rằng là phương thức kia đã cũ nên xài phương thức mới. Còn override để làm gì? Ví dụ mình sẽ có một cái phương thức mà nó sẽ cho mình override toString. Override toString. Nếu như bạn không có cái notation này được không? Được không? Được. Không lỗi. Vậy thì tại sao phải thêm cái này vô? Tại vì nếu như các bạn không sử dụng override, ví dụ bây giờ thầy sẽ có một cái class sinh viên và sinh viên IT chẳng hạn. Ví dụ da và một assignment sinh viên IT. Sinh viên IT được kế thừa từ sinh viên. Được không? Được kế thừa từ sinh viên. Và thầy có một cái lớp là ghép điểm trung bình và nhập. Nó có cái notation là override. Tại sao thế? Tại sao? Tại vì phương thức này chúng ta đã viết ở lớp. Chà, nếu như chúng ta không có cái notation này thì trình biên dịch nó sẽ hiểu cái get điểm trung bình của lớp cha là một phương thức, get điểm trung bình của lớp con là một phương thức khác. Và khi biên dịch, nó biên dịch cả hai. Biên dịch là gì? Là nó chuyển cái code mình đang thấy nè thành cái code mã máy chờ sẵn trong chương trình, trong RAM chẳng hạn, để tí nữa mình gọi chạy á, gọi là biên dịch.
Như vậy thì nếu như mà mình không để cái annotation là override thì nó biên dịch cả hai. Trong khi chúng ta không cần cái get điểm trung bình của cha. Ví dụ vậy, chúng ta không cần. Mà chúng ta chỉ cần nó sử dụng get điểm trung bình của con, bởi vì mình viết lại rồi. Được không? Thì chỗ này nó không cần biên dịch cái phương thức của cha, nó bỏ qua cái đó đi. Và nó chỉ biên dịch cái phương thức của con thôi. Thì nó đã giảm tải cái chương trình của mình và nó làm chương trình của mình chạy tốt hơn, nhanh hơn. Được không? Như vậy cái annotation này cho trình biên dịch chứ không phải cho mình nhé. Cái này là khi mà mình viết, mình thêm vào là mình giúp trình biên. Cái này là cho người dùng nè. Nhưng mà cái này là cho trình biên dịch. Cái này cũng cho trình biên dịch luôn. Là thông báo với trình biên dịch là thôi, đừng có cảnh báo gì hết trơn, bỏ qua. Lỗi lầm gì đó bỏ qua. Đó. Là khi dịch thì nó khỏi cần phải cảnh báo. Và trình cái biến đó chưa xài hay là cái gì đó chưa override vân vân, nó không báo gì hết. Như vậy đó là annotation. Và chúng ta có thể tự xây dựng một cái annotation của mình. Tự xây dựng một cái annotation. Đó, sử dụng, tự xây dựng lấy. Thì các bạn sẽ nghiên cứu thêm. Bởi vì thực ra đối với phần này, trong cái code của chúng ta ít xài đến nó. Khi nào mà bạn lập trình chuyên nghiệp tí thì bạn muốn điều khiển code của các bạn rõ ràng theo ý của mình, những cái cảnh báo theo ý riêng của mình thì mình mới xây dựng các cái này. Còn nếu mà bây giờ thì chúng ta nghiên cứu để biết về annotation là gì. Đó là cách mà chúng ta tiếp xúc thôi. Tại vì nãy giờ chúng ta dạy cũng khá nhiều, mà nếu nhiều quá